Có ai khen giọng nói em hay chưa? Dạ có. Hồi 2019 em có thi cuộc thi Tôi là người dẫn chương trình Micro Vàng do Cung Văn hóa Lao động tổ chức. Em được giải MC chuyển vòng. Vậy là tốt. Tài năng quá trời luôn. Rồi. Dạ em thích một bạn mà kiểu như bên ngoài lạnh lùng á chị, bên trong ấm áp á, cho mọi cô gái không có tiếp cận được á chị. Không, chàng trai này từ ngoài tới trong ấm áp lắm. Không có lạnh lùng gì hết. Mẫu hình lý tưởng nào không? Thí dụ chị Ngọc Lan chẳng hạn. Dạ, được như chị Ngọc Lan thì quá tuyệt vời. Thật ra thì kiểu mẫu hình lý tưởng thì em không biết như nào, tại vì khi mà yêu vô rồi cỡ nào cũng yêu. Từ đó tới giờ Hòa có quen người nào nhỏ tuổi hơn chưa? Trước giờ thì chưa, nhưng mà chắc chuẩn bị nè. Trời đất. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Giờ thì xin phép được mời nhà gái bước ra sân khấu. Anh giới thiệu về mình nào? Trước tiên thì cho em xin phép em gọi anh Quyền Linh bằng anh, bởi vì em thấy anh rất là trẻ. Trời ơi, cảm ơn nhiều quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phú Phương Thanh, em 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời, trẻ dữ, 22 à hả? Dạ. Làm việc gì Thanh? Dạ em đang làm lễ tân cho một cơ sở karaoke nhà hàng. Bên cạnh đó thì em cũng rất là yêu nghệ thuật, em có tham gia nghệ thuật. Dạ. Quê đâu? Dạ quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Rồi nhà gái nghe rõ chưa? Nhà gái nghe rõ rồi ạ. Bây giờ hãy lắng nghe nhà gái giới thiệu về bản thân nè. Dạ em chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình và khán giả có mặt tại hôm nay. Dạ em chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và nhà bạn trai bên kia. Dạ em tên là Hòa, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì quê em là đầy nắng và gió, nhưng mà nơi đó có rất là nhiều đồ ăn ngon, vậy em ở Ninh Thuận ạ. Dễ thương. Công việc hiện tại của em là gì? Dạ em đang làm tư vấn chuyên ngành thẩm mỹ chị. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Thanh? Dạ điểm mạnh của em đó là em tự tin, em hòa đồng và em dễ giao tiếp với mọi người. Điểm yếu của em là đôi khi em lại bị suy nghĩ quá lên. Thứ là có những chuyện nó đơn giản mà tự nhiên lâu em lại bị suy nghĩ quá lên, đôi khi thôi. Rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao? Ưu điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hiểu chuyện chị. Trong tất cả các chuyện thì em sẽ dành cái thời gian mà để tìm hiểu, em không có kiểu như là kiếm chuyện như thế nào hết, và thông cảm cho một cái bạn nam và tất cả công việc của bạn. Còn cái khuyết điểm của em thì em hay nói nhiều chị. Chắc do tính chất công việc đó, mình tương ứng nhiều nên mình nói nhiều. Dạ đúng rồi, em mỗi ngày tiếp xúc với khách nhiều thì em hơi nói nhiều một chút xíu. Thì đó, nếu như mà bạn nam chịu được thì chịu, còn không chịu được thì cũng phải đáng chịu. Được, câu này có duyên nè. Bạn trai làm lễ tân mà, bạn trai cũng tiếp xúc nhiều, cũng nói nhiều. Dạ. Không? Bây giờ mình nói qua tới cái tình trường đi. Tình trường nhà gái làm sao? Quen bao nhiêu người rồi? À, em thì nói chung chính thức là có hai mối tình chính thức chị. Một mối tình lúc em năm em 19 tuổi thì em quen được 4 năm. Bạn trai thì có đi qua nước ngoài chị, nên là trong cái lúc đó thì hai đứa em để bạn đó để ổn định sự nghiệp á, thì hai đứa em chọn cách là kết thúc. Rồi mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì 1 năm chị, cũng là hai đứa lén quen thôi, tại gia đình bạn nam là không có chấp nhận cho bạn nam là quen một người con gái ở tỉnh chị, chỉ muốn bạn nam đó là quen một cô gái ở Sài Gòn thôi chị. Nên là khi mà gia đình biết thì hai đứa bọn em thì cũng hết luôn chị. Cái gì mà đơn giản vậy? Nói chung thì nó cũng chưa có cái gì là sâu sắc lắm đúng không? Nhà trai sao nè, Thanh? Dạ em thì em có 2 mối tình chính thức. Thì cái mối tình đầu tiên đó là trong quá trình em học ở trường nghệ thuật thì bạn học ở trường khác. Những cái năm đầu thì cái số lượng tiết học công việc của tụi em nó hơi bị nhiều tại những năm đầu tiên anh. Cho nên là thời gian nó dành cho nhau cái nó bị ít dần, từ từ cái hai người tách ra. Dạ. Còn mối tình thứ hai là trong quá trình em đi làm thì em cũng có gặp gỡ bạn, thì hai người thấy rất là hợp nhau và tìm hiểu nhau. Sau đó thì có những vấn đề mà mình kể đi kể lại hoài chỉ một vấn đề á, cứ cãi hoài rồi cả hai ai cũng mệt, cả hai chấp nhận là chấm dứt. Thì trong cái chuyện cãi nhau đó mình thấy mình có lỗi gì không? Khi mà xảy ra một cái cuộc cãi vã như vậy trong tình yêu thì cỡ nào thì bạn nam cũng đã có lỗi rồi. Em nghĩ là lỗi của em là em bị nóng tính. Nóng tính? Dạ. Đó. Vậy thì sau này á, khi người yêu mình giảm được cái nóng tính nó lại. Dạ. Mình nóng tính quá mình cọc, giảm cái cọc nó lại nữa. Dạ. Kiềm chế bớt, vậy là được rồi. Dạ.
Rồi, nhà trai người ta chân thật như vậy đó, nhà gái thấy sao? Nhà gái thì nghe cái giọng nói rất là dễ thương, giọng nói rất là ấm áp ha, đúng không mọi người? Giọng này cọc lắm cũng không được gì đâu, giọng này hiền hòa lắm. Bây giờ không biết là cái hình mẫu lý tưởng của bên nhà gái thì sao nè? Em muốn bạn nam cao hơn mình một chút xíu chị. Còn tuổi thì cũng không quan trọng lắm. Em muốn bạn nam là phải tự lập chị, không có dựa dẫm vào gia đình. Thì bạn nam tuy là bạn nam không có gì cũng được, bạn nam đi lên từ hai bàn tay trắng thì vẫn tốt hơn chị. Để bước qua bên đó coi cao nhiều có là... cao ráo đẹp trai hiền hòa luôn. Dạ em chào coi đi rồi. Dạ, em. Dạ. Trời ơi cao em ơi, cao hơn em đó. Cao. Dạ cao được rồi chị. Là chưa đi dạy cao đó nha. Đúng rồi. Trời ơi dễ thương quá nè. Phần hình ổn ghê nè. Cũng dạng công tử bạc liêu chứ không có đùa đâu. Giọng nói rất là hay luôn. Dạ. Hồi nào giờ có ai khen giọng nói em hay chưa? Dạ có. Hồi 2019 em có thi cuộc thi Tôi là người dẫn chương trình Micro Vàng do Cung Văn hóa Lao động tổ chức. Em được giải MC triển vọng. Vậy là tốt. Tài năng quá trời luôn. Rồi, có cần gì qua đây tôi chỉ dẫn thêm cho. Dạ. Bây giờ là phải nghe thêm một chút xíu nữa về những cái điều mà nhà gái không thích ở con trai. Giờ em nói luôn đi, chị đang ở bên đây nè, thì chị hỏi luôn. Dạ, em thích một bạn mà kiểu như bên ngoài lạnh lùng á chị, bên trong ấm áp á, cho mọi cô gái không có tiếp cận được á chị. Không, chàng trai này từ ngoài tới trong ấm áp lắm. Không có lạnh lùng gì hết á. Chàng trai này ấm áp vô cùng luôn á, tôi không hề thấy lạnh lùng. Nhìn là thấy cảm tình liền, đúng không? Bây giờ nè, mình yêu cầu mẫu hình lý tưởng nào, mình nói cho bà mối Ngọc Lan nghe đi. Đúng rồi đó, nói đi. Giờ thì mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái của em dễ thương, biết cách nói chuyện, biết cách cư xử. Mình cư xử sao bạn gái mình cư xử y chang vậy đó. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Thí dụ chị Ngọc Lan chẳng hạn. Dạ, được như chị Ngọc Lan thì quá tuyệt vời. Thật ra thì kiểu mẫu hình lý tưởng thì em không biết như nào, tại vì khi mà yêu vô rồi cỡ nào cũng yêu. Đúng, chính xác. Hay quá. Hay đó, cứ yêu là không có mẫu nào. Qua coi nhà gái coi giống. Hợp lý không? Bộ đang bệnh thử chứ sao, thử làm căng coi nhà gái sao. Thường coi mắt rồi nhà gái rung lắm. Không, em bình tĩnh lắm, bình thường lắm. Được, chừng nào mới lấy chồng được nè? Dạ khoảng sự nghiệp ổn định đi anh, thì sự em muốn ổn định là khoảng bao nhiêu năm? Em nghĩ là khoảng tầm 30. Năm nay 24 rồi. Tôi nghe tôi đi về luôn. Mai mới 21, 22, 30 chắc 8 năm nữa. Thì sao người ta chờ nổi. Tôi nói lấy vợ là lấy liền tay, chờ 8 năm mệt mỏi. Ôi nhưng mà thanh niên bây giờ ngộ lắm đó, yêu mà trúng cái tiếng sét ái tình một cái rồi là lấy liền. Quan trọng giờ mình hỏi ý kiến thêm người thân đi. Đúng rồi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em bé Lê Khanh. Em ruột hay là? Dạ em họ. Em họ ha. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào MC chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan, chào tất cả khán giả ở đây. Em thấy bạn anh trai bên này cũng dễ thương, hiền, cũng được lắm chị. Hốt mình hốt liền luôn đi chứ ế lâu quá. Thấy chưa, nghe em nói chưa, hốt làm tới 7-8 năm vậy. Không hốt là tới nó đó. À, thấy được ha. Ok, anh đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình? Dạ. Để tôi lo. Rồi mở rào. Thấy chưa, nhà trai tôi ga lăng lắm. Mở rào là đứng lên chuẩn bị liền. Em chào anh. Tiến tới liền thanh. Mình tặng cho. Dạ em chào anh, cảm ơn. Cho em mở ra em đeo ra em được không? Thì em có món quà thì đây tay. Đây chị cầm chứ. Tại vì em theo đạo Phật. Thì không biết là anh có theo đạo nào không vậy? Không, anh không tôn giáo nhưng mà ba mẹ anh thì hay đi chùa. Em theo đạo Phật. Và cái dây chuỗi này là dây cặp nè. Thì có chú Nguyện, chú Đại Bi trong đó rồi. Nên là em mong anh đeo cái này là sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong công việc, tương lai và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn em, anh cũng mong em như vậy. Dạ. Rồi, bây giờ quá. Nè, cả nè. Đầu tiên giao lưu cái nè, hai bạn cứ đứng đó đi. Thanh có thể hát một bài nào đó tặng cho bạn gái coi. Chắc em hát một đoạn trong bài hát mà em tự viết. Nói với bạn gái vậy anh, trời. Dạ, mà nói với bạn gái đó. Mà sợ nó hơi buồn. Anh xin phép của em bằng em nha. Nói chung là anh sẽ hát, nhưng mà lỡ hát không có hay với bài hát cũng viết không có hay thì mong mọi người thông cảm, mong em thông cảm. Lạc vào những nỗi nhớ chỉ riêng mình anh, lòng tự hỏi bâng quơ tại sao. Mong ngày trôi thật mau để anh quên đi nỗi đau.
Còn nụ cười ai đó dường như vẫn đang giết chết tim anh từng đêm em hỡi. Chờ em, tìm em nhưng em đâu. Biết đã rất muộn màng, chuyện tình chúng ta kết thúc lỡ làng. Từng bước chân anh đi tìm nàng, hình bóng em chìm lấy tâm can. Ngoài trời mưa rơi, giờ người ở đâu? Ngồi nơi đây anh nhớ em thật nhiều. Bài này em phổ nhạc chưa? Dạ em đang nhờ bạn em phối. Được đó. Bài hay đó. Rất dễ thương. Em đó. Cảm ơn chị. Rồi em gái hát đáp lại đi. Dạ em thì em không có biết hát. Thôi cho em xin phép và em nắm tay bạn Nam một cái để tặng bạn Nam đi. Thay vì bạn Nam hát tặng em đó, giờ em nắm tay bạn đó để em bù lại. Okay. Hợp lý luôn. Trời ơi đòi hỏi quá. Anh để tí xíu nữa vô xong chương trình bù anh. Không cũng lành lắm á. Đấy. Đố okay. Đáp lượm liền lắm. Rồi. Hai mươi mấy năm chưa gặp ra nhau đó, lần đầu tiên gặp nhau cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Anh thấy Hòa là một người mà kiểu cũng đi làm nhiều á, cho nên là Hòa cũng rất là chững chạc. Với lại Hòa, anh muốn hỏi là từ đó tới giờ Hòa có quen người nào nhỏ tuổi hơn chưa? Trước giờ thì chưa, nhưng mà chắc chuẩn bị nè. Trời đất. Hòa nghĩ sao về chuyện đó? Có vấn đề gì không? Không, Hòa nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của mỗi người thôi. Mình xưng bằng em đi, trời ơi trời. Tại vì nãy anh có nghe Hòa nói thì anh rất là đồng quan điểm với Hòa về cái việc là kết hôn muộn. Tại vì cả hai cùng bản thân anh và em nó cũng rất là trẻ, mình nên ổn định về sự nghiệp. Đúng rồi. Thì mình mới nên lập gia đình, khi đó thì mình có thể chăm lo gia đình và giáo dục được con cái. Tại vì ngay hiện tại này chúng ta nhiều khi chúng ta còn không thể hiểu mình muốn gì nữa thì làm sao mà hiểu con cái của mình. Tại vì cái khoảng thời gian mà nuôi dạy con nó thật sự nó rất là khó khăn. Đúng rồi. Nên là khi mà mình đủ kinh tế thì mình sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn. Anh rất là đồng quan điểm với Hòa. Nếu mà Hòa yêu một người bạn trai, Hòa có chờ đợi được cho đến khi bạn đó thật sự ổn định về công việc, về nghề nghiệp hay không? Và trước khi mà hồi trả lời cái câu hỏi đó thì cho em hỏi em một câu. Nếu như mà sau cái ổn định sự nghiệp đó thì người anh chọn có phải là em nữa không? Anh nghĩ là không có người đàn ông nào mà lại bỏ rơi một cái người phụ nữ đã đi với mình từ lúc mà mình chưa có gì cho đến khi mình có tất cả. Anh nghĩ là không có người đàn ông nào mà người ta nỡ đến mất một người như vậy đâu. Không và bản chắc thân anh. Không chắc. Bản thân anh thì anh là không, anh không thể nào đánh mất một người đó. Tại vì em cũng đã từng trải qua một lần rồi, mối tình 4 năm của em mà khi người ta có thì người ta sẽ chọn một cái người người ta yêu. Thì người ta có câu là sẽ người con trai sẽ không muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ. Thì đó là như vậy. Nếu như mà mình có đến được với nhau thì anh rất mong Hòa sẽ có thể chờ đợi được anh. Anh sự đúng không? Và nếu như mình có đến được với nhau thì em sẽ đứng từ sau ủng hộ anh. Nói chung là mình giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn để em. Phát triển. Cái này chân thành. Các bạn đủ để đưa ra quyết định. Và phải đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình các bạn nhé. Quyết định đó chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. À, chính thức chúng ta hẹn hò nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Tôi rất là hồi hộp thôi. Ai tay hơi lạnh. Chị rất là hy vọng hai em có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Cái thông cảm là cái rất là quan trọng nha. Mét số 3 mình đặt. Bây giờ em có ghen lắm không? Dạ không, không ghen. Trời nào mà cho em. Trời ơi. Dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có dạ. Nhận lời. Thằng nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào Linh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Em chào anh bạn cùng chơi và chào các khán giả của truyền hình. Rồi, chào em. Em tên là Thanh Trà. Em 28 tuổi.
Em làm kế toán, em đến từ Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nam. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn cùng chơi. Mình tên Trương Quang Trung, đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú. Bạn làm việc gì? Dạ, em là trưởng phòng thiết kế ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 33. Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thương, dịu dàng và dữ dội. Hả? Dễ thương, dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó. Còn dữ dội là dữ dội sao em? Dữ dội nó cũng xuất phát từ trước đây em có một mối tình thời phổ thông. Từ quen được 5 năm rồi, tụi em chia tay cũng được 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á. Thì lúc đó là sẽ dữ dội nó nằm trong đó. Lúc đó là dữ dội luôn. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên, nhưng mà đừng có cao vời vợi là được. Bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường, phải có kiên định và phải có hoài bão. Cũng không cần quá đẹp trai lắm, xấu xấu giống như anh Việt Linh là cũng được. Dạ. Em ơi, em cao được mét mấy em? Dạ, 63 chị ơi. 63 được không em? Dạ. Bớt 2 phần nha. Dạ được. Bây giờ em nghe bạn gái bên kia thông báo về tiêu chuẩn, em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em thấy mình cũng được khoảng 75% á. 75% hả? Dạ. Em xấu được cỡ anh Quyền Linh không? Dạ không ạ, em đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ồ. Em đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi? Nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh. Chỉ có hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi. Không chính thức là sao? Tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định đó chị ơi. Lý do tại sao không đi đến đâu được? Em là mỗi người ham mê công việc á, cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái. Ủa rồi giờ có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em? Dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị. Là một tuần em phải gặp phải 4-5 lần. Người ta mà... yêu mình ta mới. Bây giờ em định tuần gặp mấy lần? Dạ em thì tuần là khoảng 3 lần, nếu mà em rảnh thì có thể hơn xíu nữa được. Chứ còn gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em. Thôi cố gắng làm sao sắp xếp cho nó tốt. Bởi vì phụ nữ mình ta yêu mình, ta muốn yêu cầu gặp vậy nhiều vậy ha. Bây giờ bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi, em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi. Bạn gái có thể cao 1m55 trở lên là được. Chị dễ thương, dễ nhìn là ok rồi. Anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán, thì em cũng rất là thích. Ủa sao thích kế toán? Tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị. Chú tính toán đỡ chứ về tính chi li mệt lắm em ơi. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy rồi. Nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo bạn bè thì có thể. Hết chưa? Bạn bè mà tới thì em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được. Thương quá. Em thích điều này rồi đó anh. Cảm ơn. Chích cho anh 20% nha em. Dạ. Rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em, mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó. Em có làm chương trình, em cũng tặng anh Quyền Linh Phương Tư Pháp. Gì á? Gì tặng anh bên kia không tặng tôi á? Dạ em ngưỡng mộ chị Cát Tường rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh Quyền Linh hơn ạ. Hỏi chi mà hồi nãy tôi mới bớt cho 2 phân chiều cao nha. Còn gặp nhau thì hãy cứ xây tình xây nghĩa bấy lâu nay, xây thơ xây nhạc xây bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày. Rất tốt. Anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào nha. Qua thông báo cho em. Dạ để coi sao ha. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, dễ thương quá. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi không có gã đâu, đừng có mơ. Em có yêu cầu gì không? Em thích gì với người bạn tương lai của mình? Cuộc sống vợ chồng thì cũng cần có nhiều điều chia sẻ. Chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng để trong lòng. Cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình. Cái này khuyết điểm của anh bên kia, hồi nãy anh có nói rồi. Dạ. Thấy được á. Dạ. Chị Cát Tường, chị qua chị kiểm tra giúp em. Chị qua kiểm tra giúp em hả? Bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều, không có nhiều thời gian dành cho em. Bây giờ em có ghen lắm không? Dạ không, không ghen. Miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Mà nết thêm 5% nữa chị. Miễn. Anh chào chị. Mét số 3 mình đặt. Thôi em nhìn chị em dễ thương. Quan trọng với tâm hồn, chiều cao đâu có quan trọng đâu em. Rồi lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc là ở trọ, em chưa có nhà. Cũng được. Về ngoại hình á, mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không?
trời cho làm sao thì chịu vậy. Trời nào mà cho em, trời ơi. Dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có dạ. nhận lời. Bây giờ là đỡ người thân nè. Em nghe người thân em nói này nha. Mà được. Dạ có 500 anh em dưới. Trời, 500 anh em đâu? Bây giờ mình đại diện mình phát biểu cái tôi coi coi. Em chào chị Quỳnh. Chị Quỳnh Linh. Chị chào em. Chào. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Trong quá trình em theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương. Tiêu chuẩn thì em thấy cũng tương đối là phù hợp với anh Trung. À, anh Trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó, nên là anh nó cần một người sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ. Tính anh Trung thì rất là thật thà, siêng năng và sống tự lập, có hoài bão, cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn. Hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em cũng đến với 501 anh em của em ngồi bên kia. Đâu rồi, nhà gái mình đâu? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh. Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này. Thanh Trà đang có 3 người em gái và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì bạn có thể là nói: ôi Trà ơi, bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng 1 năm. Nhưng mà Thanh Trà nói không được, bây giờ em phải nuôi 3 người em của em tới 3 năm nữa. Vậy thì bây giờ bạn có đồng ý chờ Thanh Trà thêm 3 năm nữa và cùng Thanh Trà đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quen một người thì em chỉ hết mình với người đó thôi. À, miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được. Nhiều về khỏe rồi đó. Bây giờ là tự thân vận động đấy. Cái mang lên. À, khoan anh. Hả? Em, lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối. Thì anh cho em xin viết một chữ. Rồi, em dạ. viết luôn ha. Dạ, cho tôi coi với coi. Dạ, kìa. Hay là chút viết cho bạn gái coi luôn. Dạ, gì cũng được. Ừ, chút có thể hiện cho bạn gái. Viết thư pháp nó phải có thế rồi. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó. Về, mời về. Bà mai và mối qua hoài, chỗ đàn ông trai qua hoài. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp gỡ nhau nha. Nào. Dám ngồi viết quá dễ thương luôn. Em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu. Dạ, và có tình cảm là... Còn mỗi người sống tình cảm. Anh cảm nhận được điều đó. Dạ. Tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm. À, cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau. À, em có suy nghĩ gì về anh không? Em cũng có cái sự đồng cảm với anh. Lúc nãy em có nghe anh nói là anh rất là bận. Em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau. Anh chở em đi làm, chiều anh chở em về. Anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không? Thật ra là nếu mà quý một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em. Bữa anh chở rồi bữa đó nào đó em đi đắp vai. Sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê. Dạ, em nói vậy thôi chứ em không có đợi anh đâu. Anh này có vẻ rất thật tình nha. Cái gặp tôi nói chở nó lại có đi, còn cái chuyện chở được cái không tính sao. Thật tình, chính ra quá thật tình đấy. Hồi nãy anh có nói là viết một chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em. Nhờ anh Quyền Linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ? Tấm lưng như tấm phản, chỉ để dành viết thư pháp thôi. Hy sinh vì đàn em đi. Có gì đâu, viết đi em. Dạ. Nên nãy giờ chị để mượn cái lưng thôi đó anh à. Ê, đây tôi dịnh cho. Nói đi. Nói chứ phải giúp nhà trai chứ. Mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Wow. Chữ gì em? Chữ này là chữ mộng. Có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Hãy bước tới tặng cô ấy. Tặng. Dạ em cảm ơn. Bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy. À, anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi. Nhưng mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn. Rồi thôi, được rồi, thế được rồi. Rồi. Đôi khi đừng có tháo cái nút của ta ra nha. Chúng ta có 3 giây để quyết định. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này. Mời Cát Tường. Một.
2 3 Hết thời gian. Sao nó không ăn? Quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài. Sao nó không ăn? Sao nó không ăn? Nắm tay để cảm nhận buổi đầu tiên gặp mặt. Nắm tay đi. Thật ra anh Linh nói á, anh Linh nói là bạn trai này á là giống như là thô sơ, nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn. Dạ. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi. Dạ. Chưa yêu lần nào. Mời bạn thủ tục của chương trình. Thấy sao? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Dạ. Đây là chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Centon. Rồi. Và đây máy nước nóng nhãn hiệu. Dạ, em đang làm kế toán. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn Nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào bạn cùng chơi. Dạ, em chào anh. Em tên là Võ Minh Tâm, năm nay 30 tuổi, đến từ miền đất Phú Yên và hiện tại đang làm việc và sống tại Bình Dương, Tân Uyên. Công việc hiện tại là phụ trách bên mạng thiết kế kỹ thuật của công ty chế biến đồ gỗ Đức Nhân. Nhưng bây giờ nói cái chuyện hẹn hò người ở Bình Dương, người ở Vũng Tàu hẹn hò nhau được không? Bạn gái đang cười và đang lo lắng. Cái khoảng cách về thời gian và cái quãng đường là nó không thể nào ngăn cản được cái tình cảm và tình yêu. Không có xa lắm đâu. Nay có nhiều phương tiện rồi anh ơi. Rồi vậy được rồi, vậy yên tâm rồi. Em giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh của em là nhiệt tình, có trách nhiệm với gia đình. Rồi em cũng hòa đồng, cũng vui vẻ. Còn điểm yếu của em là thật thà hay quên. Thật thà mà hay quên nữa. Dạ. Rồi trong công việc. Không sao đâu em ơi, có quên thì anh hỗ trợ cho. Dạ. Mình có trải qua bao nhiêu Dạ, em đã từng tìm hiểu ba bạn trai rồi, nhưng mà chỉ là tìm hiểu 2 tháng thôi, còn quen chính thức thì chưa. Ồ, là chưa quen ai chính thức hết. Dạ. Các tiêu chuẩn của giờ em quá cao không em? Đó anh hỏi kìa. Tiêu chuẩn của em thì cũng dễ mà, bạn trai thì cao 1m65 trở lên thôi. Em được nhiêu, cao được nhiêu? Em chỉ 1m6 thôi chị ơi. 1m6 được không? 1m6 cao hơn em cũng được. Thôi cũng được, rồi tiếp đi em. Em thích ảnh là nhìn hiền, lành á. Rồi có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo. Vậy là được rồi chị. Em ơi, nếu mà từ Vũng Tàu về Phú Yên em có cảm thấy xa không em? Dạ cũng hơi xa anh. Lâu dài anh có tính về quê luôn không hay là lập nghiệp ở trong này luôn? Anh thì công việc hiện tại thì ổn định rồi. Thì vấn đề về quê thì mỗi năm chiếm khoảng ít thời gian thôi, chứ không có xuyên suốt. Dạ cũng không sao anh. Nói chung là miễn là mình có tình cảm với nhau thì đến với nhau thôi. Dạ không quan trọng là xa hay gần. Thì hiện tại công việc của em có bận rộn quá không em? Em cũng không bận rộn lắm đâu. Mà mình ở xa như vậy thì khoảng cỡ một tuần anh thăm em một lần được rồi. Nếu anh mà muốn thời gian nhiều hơn thì sao? Dạ được ạ, quan trọng là ở nơi anh thôi. Chủ yếu là rảnh được là chiều thứ bảy và chủ nhật. Vậy thì... chiều thứ bảy thì anh muốn xuống Vũng Tàu liên tục 2 ngày không? Sẵn sàng đi. Yêu là mình đi. Rồi, bạn là trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua là một mối tình gọi là gần đi đến cái điểm kết. Bao nhiêu năm? 2 năm thôi. Gần điểm kết, tại sao nó không kết được? Là con gái không muốn lấy chồng xe. Và cái điều kiện gia đình đôi bên thì không xứng, tức là bên nhà nữ hơn nhà em. Thì em chia tay cũng được gần 1 năm rồi. Bạn gái? Dạ. Anh hỏi em cái khoảng cách địa lý á. Chào em. Phú Yên rất là xa. Vậy nếu như anh này anh muốn về Phú Yên lập nghiệp, em có theo ảnh không? Cũng tùy anh, nếu như mà tình cảm mình đủ lớn thì, tại vì con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Rồi, vậy là được rồi. Miễn yêu nhau là về đúng không? Dạ. Em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Anh đừng có hút thuốc với lại đừng có gia trưởng quá. Anh có hút thuốc nhưng mà chỉ đi tiếp với khách hàng thôi, còn ở nhà là anh không có hút thuốc em ơi. Anh có thể vì em mà bỏ thuốc không? Thực chất là anh không có hút thuốc. Nhiều lúc khách mời thì mình mang tính chất là tôn trọng và mình chỉ xà dao thôi, chỉ là 2 lần hút cầm điếu thuốc lên là hơi quá mức rồi. Ý là chỉ hút xà dao thôi chứ không hút thuốc. Hút thuốc. Dạ, nếu vậy thì được. Rồi, vậy được rồi. Và... em còn có yêu cầu gì về ngoại hình không? Đừng có trắng quá, gọn gàng là được rồi chị. 1m6 thôi là vẫn đồng ý đúng không? Anh này anh gọn lắm. Tất cả là đều được hết đúng gọn không? Chào chị. Dạ, chào anh. Tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa mình tiến tới được?
khoảng trong 6 tháng hoặc 1 năm thôi. À, vậy giờ lấy nhau về là mình tạm thời ở trọ ở Bình Dương. Dạ đúng rồi. À, có điều gì anh không thích ở phụ nữ? Em không thích ở phụ nữ là quá lời đẹp, hiện đại quá. Hiện một cách hiện đại quá. Hiện một cách hiện đại quá. Dạ, hiện đại quá chứ không phải là hiện đại hóa. Dạ. Như nào là hiện đại quá? Làm như là nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp vậy. Hiện đại quá cũng sao chứ. Vậy là giờ em muốn người phụ nữ hơi gọi là truyền thống, truyền thống cổ đúng không? Truyền thống kết hợp với cái phong cách hiện đại. Mà đừng có hiện đại quá. Người ta sao kệ người ta, cho ta được thoải mái đi. Mà miễn người ta yêu thương mình, xây dựng hạnh phúc với mình là được rồi. Mà em muốn này muốn nọ vậy là em gia trưởng rồi. Em không có gia trưởng, không gia. Không có gia trưởng thì người ta muốn làm gì người ta làm đi. Khổ ghê. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chút xíu hai để hai chị gặp nhau cho nó dễ hơn đi. Được không chị? À, được, em hỏi được vậy mặt nào? Ngoại hình được. Ngoại hình hả? Ngoại hình thì được. Mà đâu biết em được không? Em hỏi người thân đi em gái. Ờ, em hỏi người thân của em đi. Hôm nay em đi với ai? À, em đi với em gái với bạn thân. Em ruột hả? Dạ. Rồi em thấy anh bên đó như thế nào? Dạ, thì em thấy anh bên đó nhìn cũng được, cũng hiền. Em muốn hỏi anh là nếu anh làm rể bên em được không ạ? Ở rể anh đó. Được không? Thì ra cái đây anh sẵn sàng. Dạ vậy cũng được ạ. Được rồi, vậy là tao chịu, bên đây chịu ở rể rồi đó. Gái nhỏ chút xíu, nhỏ con quá hả? Dạ. Được rồi. Bạn trai tương lai của em đi trang như em gái em á. Cảm ơn em. Bạn trai em đi với ai? À, hôm nay em đi với anh trai em ạ. Anh ruột luôn hả? Dạ vâng. Rồi. À, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường với tất cả khán giả trong trường quay ạ. Hai đứa trò chuyện tâm sự thì thấy cũng được thích hợp, rất là tán thành về công việc và cái tình thương từ từ nó sẽ tiến tới. Anh nhận xét về cô gái bên này như thế nào? Mặt mày sáng láng, xinh đẹp, thấy còn có duyên á. Rồi, như vậy là anh trai cũng đồng ý mà em gái cũng đồng ý rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp nhau đi. Kéo màn lên. Mời anh. Chào em. Dạ. Tặng em cái hoa. Và anh có một cái món quà. Món quà nhỏ nhỏ đó là một sản phẩm bên ngành gỗ của anh. Thì anh có làm cái này. Cái hiện tại cái hộp này thì nó không có gì trong này. Cái anh mong muốn là sau này nó sẽ đong đầy những cái tình thương vào trong cái hộp này. Dạ, rồi em cảm ơn. Rồi hai bạn tự nhiên nghe nha. Chào anh thấy em sao ạ? Thấy em là một cái phong cách, thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng duyên. Vậy là anh có thể ở rể đúng không? Đó là nhà anh đông anh em thì cái vấn đề đã không sao đâu em. Anh muốn hỏi là cái vấn đề an toàn của em đi làm nó cách xa không? Dạ không, gần nhà. Dạ gần xịt luôn. Dạ anh cũng an tâm việc đó rồi. Dạ em cảm ơn. Thì anh có giống như là ghen là thích kiểm soát người khác không? Thích kiểm soát đối phương không? Anh không, anh một cái người là thích tự do. Em cũng không có hiện đại quá đâu. Dạ, tại vì tính em thì cũng thoải mái nhưng mà có chừng mực. Dạ, nên là anh cũng yên tâm là em không có ăn chơi đua đòi. Anh rất thích là một bữa cơm gia đình. Dạ, anh có biết nấu ăn không? Anh biết. Dạ. Sao vậy, anh em mình kết hợp là ok rồi. Dạ. Ở như em ở Bà Rịa ở khu nào em? Dạ, em ở huyện Tân Thành, anh cũng gần á. Anh cũng thường đi xuống đó công tác. Ủa rồi cuối cùng là anh từng đi được mấy lần? Xuống thứ bảy. Ôi. Bây giờ sao? Cô gái rất là thông minh đó nha. Anh lên xuống em có lên anh thăm là biết cái chỗ anh không? Ví dụ như nếu mà tiến tới thì thời gian đầu thì anh chịu khó xuống thăm em đi. Rồi nếu như sau này tình cảm tiến triển hơn thì em sẽ sắp xếp thời gian lên thăm anh. Em hát tại tặng ảnh đoạn đi em. Dạ thì em hát tặng anh một bài. Bài Hồn Quê, một đoạn của bài Hồn Quê. Rồi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tương tương hôm nay lớn lòng mù dừa dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam băng chiều và mái tranh thổ còn nằm ngồi. Cây me che bóng mát nhưng chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, xin hãy xem như cuộc đời lãng quên chìm vào lắng sâu. Dễ thương. Đấy, bây giờ mình nói một câu gì đi để
chốt lại nha. Câu chuyện hôm nay rút lại. Anh thấy em rất là tuyệt vời. Dạ em có. Ai cũng thấy vậy đó. Những câu khác đi. Thì đỡ mà có còn nói thì nó khó. Anh muốn thời gian cho một cái bài hát. Em nghe gì không ơi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không ơi em, con chim nó hót trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhộn nhạc thế hoa. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhộn nhạc trôi qua. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như đó hoa em ngày nào. Hoa nắng vàng trên đôi môi, em thương quá cánh chim Việt Nam. Anh có trả lời cái phần câu sau. Anh muốn gửi gắm gì vào đó? Tức là em xanh xinh, tươi và đẹp như những cánh hoa. Ủa đâu nghe hoa, nãy giờ nghe chim không à? Có sâu quá anh chị. Thôi được rồi. Thôi, được rồi, hết thời gian. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn đang đối diện với bạn bè, người thân, khán giả truyền hình. Chúng ta có suy nghĩ 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Nào, có phải là đối tượng của mình hay không? 3 2 1 Hết thời gian. Anh nghĩ rằng hôm nay em may mắn đấy, em trai. Gặp một cô gái rất là xinh. Cô ấy rất là hiền, cũng khá thông minh đấy. Đừng có hát bài chim nữa nha. Hát bài đó không có giữ được đâu á. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Hai bạn sẽ xem phim tại 212 Lý Chiến Thắng, hệ thống cụm rạp Cinebox. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton trị giá 7 triệu đồng. Đây, máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, kiêm quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình, nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình á, mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết do đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nó nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không?
Dạ ngủ thì ngáy. Không biết mình nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi, to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, để vậy mới được. Được, vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào say chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình à. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới dạ. Thôi giờ trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn, bây giờ thấy sao dơ dữ biết không. Có ở dơ không mà. Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Tại bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha. Vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính thì đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thời phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ như thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn anh nếu như á mà một còn người ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á thì em nghĩ á là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ. Được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hoài, hai, đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi, ổn rồi. Là ổn. À, dạ. Hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi. Sao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. Ừ. Em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ổn đâu, đâu có ổn đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ cho nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng.
Tiết kiệm dần là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu mà nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 cho gần bạn nữ cho về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó. Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì, thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên nữa, nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mở ra coi gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow, ngon nha. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, gái em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gối đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Lò quá ha. Bấm nó không vô. Quá lò. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Nha đi. Nào, rất đẹp đôi. Tao hôn vậy mới hôn. Đúng rồi. Nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản HCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan.